Theo đó, đoạn clip dài khoảng 20 giây kèm theo lời bình "Giao thông công cộng mà chạy vậy thì ai dám đi" ghi lại cảnh chiếc xe buýt leo lên vỉa hè phóng bạt mạng khiến cư dân mạng kinh hãi, thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Được biết thì thời điểm đang xảy ra ùn tắc giao thông, xe buýt tuyến 601 mang biển kiểm soát 53N5440 có lộ trình từ bến xe miền Tây Thành phố Hồ Chí Minh đi bến xe Biên Hòa Đồng Nai đã di chuyển vào làn đường xe máy rồi leo lên lề đường và phóng bạt mạng. Và một thực tế cũng cho thấy rằng là tình trạng xe buýt đi ẩu, đi lấn làn không phải là chuyện hiếm. Ở Hà Nội thì cũng như vậy thôi, nhiều trường hợp xe buýt đi ẩu đã khiến cho những người tham gia giao thông cảm thấy rất lo lắng về mức độ nguy hiểm mà họ có thể gặp phải khi mà họ đang tham gia giao thông ở trên đường. Và những trường hợp như thế này thì nhiều ý kiến cho rằng là tài xế xe buýt trong đoạn video này cũng sẽ phải bị phạt nguội để có thể làm gương và tránh những cái sự việc đáng tiếc xảy ra.